Cụ lãnh tụ đối lập Sam Rainsy hứa coi người thượng Việt Nam như là công dân Cambodia. Tin đến từ New York, cụ lãnh tụ tối lập Sam Rainsy của Cambodia lặp lại lời khuyên bố trước đây và của mình rằng người thượng Việt Nam sẽ hòa nhập vào Cambodia. Theo báo Khmer Times vào hôm thứ Tư, lời tuyên bố này đã từng khiến ông Rainsy bị chính phủ Hun Sen buộc tội phản quốc hồi đầu năm nay. Trong một đoạn phim quay ở Hoa Kỳ xuất hiện trên Facebook vào hôm Chủ nhật, ông Renzi nói rằng người Khmer và người thượng Degar sẽ được thống nhất trong một quốc gia, và ông có thể bảo đảm người thượng sẽ giữ gìn được bản sắc, đất đai, tài sản, văn hóa và tôn giáo của mình trong một đất nước Campodia dân chủ. Ông Renzi nói ông đang chiến đấu cho dân chủ ở Campodia, và cũng sẽ đóng góp để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ trong tương lai, sao cho người thượng Degar ở Việt Nam cũng được tôn trọng như là họ đang sống ở Campodia. Theo tờ Khmer Times, đoạn phim trên Facebook là một phần cuộc thảo luận giữa ông Sam Rensi với ông Kossor, là chủ tịch tổ chức Quỹ Người Thượng ở Hoa Kỳ. Trong phim, ông Kossor nói cảm ơn ông Rensi cho sự ủng hộ người thượng và chúc ông thành công. Kính thưa quý vị, tờ Khmer Times dẫn lời phát ngôn nhân chính phủ Campodia face Sving nói rằng những tuyên bố của ông Rensi đều là vô dụng. Ông Sifan nói người thượng là dân bản địa sống ở Việt Nam nếu Cambodia nhận người thượng là công dân của mình, điều đó sẽ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia vì Cambodia không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Cụ lãnh tù đối lập Sam Rainsy đã sống lưu vong từ năm 2015 sau khi bị chính phủ của Thủ tướng Hussein truy tố về hàng loạt tội danh, bao gồm tội bôi nhỏ cá nhân ông Hussein. Kính thưa quý vị nhưng không riêng giờ ông rinci phải sống lưu vong hầu hết chuyến khách cao cấp của các đảng đối lập lớn ở campuchia đang buộc phải sống lưu vong ở nước ngoài hoặc lẫn trốn tại những vùng hẻo lánh ở trong nước hàng chục người khác thì đang bị chế độ hùng xem bỏ tù kính thưa quý vị